A Di Đà Phật. Vậy thì Ngọc Diệu xin đọc lại cái mệnh đề thứ ba của đồng đạo Trương Thu. Xin hỏi bốn câu trong bài Diệu Pháp Quang Minh, kính mời chư quý vị cùng nghe để cùng tham khảo ạ. Cặp mắt thánh dòm xem tứ hải, thương hồng trần mượn xác tái sanh. Bởi vì đời văn vật cạnh tranh nên cấu xé cùng nhau thảm não. Đó là mệnh đề thứ ba trong cái buổi sinh hoạt hôm nay. Kính mời vị nhỏ cầm mít và kính mời vấn chủ là chị Trương Thu cũng như chư quý đồng đạo. Hãy lắng lòng theo dõi sự trình bày của bụi nhỏ qua mệnh đề thứ ba của đêm nay ạ. Kính mời bụi nhỏ cầm mít nha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa chư quý đồng đạo kính mến, thì bụi nhỏ thấy đêm nay con mình ơn à, chú Hồng Quang thì đường nét yếu hay gì, chú đi ra rồi vào rồi đi ra. Rồi thấy thường đen thì cũng có gió, rồi có anh tiểu phu. Nhưng mà đêm nay thì chắc có lẽ là cái nhân duyên nó vậy rồi, thưa quý đồng đạo. Cho nên bộ nhỏ cũng sẽ cố gắng để lắp vào trong cái khoảng trống mà chư quý đồng đạo chúng ta phải khỏi công chờ đợi ha quý vị. Thì nói chung với cái tinh thần hiếu học của bộ nhỏ thì chư quý đồng đạo cũng biết rồi. Mình thật lòng nhau mình nói nghe, hễ làm gì được cho đạo pháp thì mình rất là quý trọng. Quý trọng cũng như là chú Liền mà đã thể hiện cái tinh thần đó trong room suốt luôn. Miễn không ai đọc thì chú cũng sẽ cố gắng chú đọc. Dù biết là mình đọc không hay nhưng mà với cái tinh thần mến mộ Phật Pháp và cái lòng biết ơn của người con Phật đối với Phật thì phải làm tròn cái trọng trách của mình. Rồi nhiều anh em nữa như chị Ngọc Diệp, rồi như chị Sen Vàng, như chị Phật Tử, rồi Suối Trong, chị Trương Thu, nói chung tất cả anh em của chúng ta với cái tấm lòng ưu sư ái đạo thì ai cũng có chung một cái tình yêu ấy hết, thưa quý đồng đạo. Thì bây giờ bộ nhỏ cũng không ngoài cái trách nhiệm đó. Bộ nhỏ rất tiếc vì bộ nhỏ không có được cái giọng hay để có thể là đọc giảng cho chư quý đồng đạo chúng ta nghe, mà chỉ có một cái là bộ nhỏ cố gắng học hành kinh điển, rồi thường đêm thì lên tâm tình với chư quý đồng đạo thôi. Hôm nào có trao đổi Phật Pháp á, dù biết là hôm đó mệt lắm nhưng mà ngủ rất là ngon. Hồi chiều này thì thưa quý đồng đạo, bộ nhỏ ngồi niệm Phật. Bữa nay thì trở lại như công phu như mọi ngày, bộ nhỏ tranh thủ phải cúng sớm hơn, rồi phải có một cái thời gian để chúng ta ngồi niệm Phật hạ thủ công phu để có thể là lấp đầy được cái tâm đạo của mình, để cho nó đầy đủ được cái công đức. Bởi vì lời nguyện của chúng ta là chúng ta cố gắng tu học trong kiếp này là được giảng sanh cực lạc, thưa quý đồng đạo. Cho nên thôi thì hôm nay bộ nhỏ cũng xin có đôi điều tâm tình cùng với quý vị. Thật ra bộ nhỏ không phải là ham nói hay hoặc là muốn nói nhiều để cho tất cả chư quý đồng đạo chúng ta phải biết bụi nhỏ là một nhân vật rất là nổi bật đâu, thưa quý đồng đạo. Điều này thì đối với cái cao giọng đó thì bụi nhỏ không dám, mà bụi nhỏ chỉ muốn làm sao là phải rất nhiệt tình trong cái công cuộc hoàn truyền chánh pháp. Bởi vì Đức Thầy đã dạy chúng ta rất là nhiều, trong ân tam bảo chúng ta muốn đền ơn chư Phật thì không gì hơn là phải cố gắng học hành và truyền, thưa quý vị. Rồi cả anh em của chúng ta cũng vậy nữa, chớ chia rẽ phải đồng tâm lực khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường với trên hòa thuận chọn được quy nguyên. Thì rất là cảm ơn bông điệp vàng đã có những cái lời khen tặng những đó qua thân thương cùng với chị Xuân Mai, chú Ngô và tất cả chư quý đồng đạo. Thì con sẽ làm hết cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình. Thì mong các chú, các bác, các anh chị chúng ta cũng cho bộ nhỏ có một lời quan hỷ nha. Thì thưa quý vị, qua cái câu này thì chị Trương Thu chị hỏi, lẽ ra đó chúng ta đọc trong cái mệnh đề bài Diệu Pháp Quang Minh, thưa quý vị, thầy nói ở trên rồi thầy giải ở dưới, rồi có khi thầy luận ở chính giữa, mà tiếp theo đó thì thầy giảng trình luôn cho chúng ta biết. Cho nên chị hỏi có hai câu thôi: cặp mắt thánh dòm xem tứ hải, thương hồng trần mượn xác tái sanh. Bốn câu chứ. Bởi vì đời văn vật cạnh tranh nên cấu xé cùng nhau thảm não. Thưa quý đồng đạo, nếu chúng ta muốn hiểu mấy câu này đó thì quý đồng đạo ơi, chúng ta hãy đọc trở lên
Chúng ta hãy đọc trở lên nữa, chúng ta mới thấy tại sao mà thầy nói bốn câu này. Thì thầy cho biết là khùng quyền cơ, khùng đạo Thích Ca, hôi bút thần dẹp lũ cáo xà, lòi độc địa toan trừ dứt nọc, noi tục cổ sát khùng để tóc, phải đu chen tập tánh ông cha, mong dương trần tỉnh giấc năm kha, trừ vật dục trì trơn bất hoại, mấy cặp mắt thánh dòm xem tứ hải, thương hồng trần mượn xác tái sanh. Bởi vì đời dân vật cạnh tranh nên cấu xé cùng nhau thảm não, xá chi kẻ ngu si khinh ngạo, vì trên đời nhiều hạng khác nhau, đứng trung thần dạ ngọc ước ao, người bội phản ghét dơ đạo lý. Thì đó là một cái mệnh đề mà chúng ta thấy rõ ràng. Cặp mắt thánh dòm xem tứ hải không phải cái người tầm thường, mà chúng ta có cặp mắt thánh nghe chưa quý vị. Nói rõ hơn đó là cái người đã liễu đạo rồi, tức là lắc đạo rồi đó. Sáu căn mà thanh tịnh rồi đó, chúng ta mới có lục thông. Mà có lục thông rồi đó thì mắt của chúng ta mới trở thành là thiên nhãn thông, tai của chúng ta trở thành thiên nhĩ thông đó. Rồi cái thần túc mà chúng ta đi đến biết đầy đủ được cái kiếp trước đó thì gọi là thần túc thông đó. Rồi nào là lậu tận thông, tức là biết được hết tất cả tâm niệm của chúng sanh. Thì thưa quý đồng đạo, cái đó chính là cái lục thông trong mỗi một vị mà đã tu đắc đạo. Cho nên á, nếu mà được như vậy đó thì chúng ta mới nhớ lại trong cái bài thập thủ liên quần tỉnh bạn trần gian á, thầy nói rõ lắm quý đồng đạo. Thầy cho biết thế này nè: diệu pháp chuyển thân vô sự thế, quyền thông quá kiếp chẳng lo toan, tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần lóng bốn phang, phổ tế chúng sanh qua bể khổ, Di Đà miệng niệm lánh trần gian. Cho nên tâm linh mắt thánh đó, quý đồng đạo mới có thể là thấy được như vậy. Thì hôm nay thầy nói cặp mắt thánh. Cặp mắt thánh là gì quý đồng đạo? Mắt của chúng ta đó, thưa quý vị, nó cũng đi qua từng sáu giai đoạn. Một là gì? Nhục nhãn, phải không? Tức là con mắt phàm tình. Hai là chúng ta sẽ chứng được thiên nhãn. Thưa quý đồng đạo, thiên nhãn là cái ánh mắt mà chúng ta pháp nhãn chứ quý vị. Cái thứ hai là pháp nhãn, tức là chúng ta học giáo pháp, nhờ nương vào giáo pháp mà chúng ta thấy tất cả mọi cảnh vật. Chúng ta biết được rõ ràng một cái sự việc. Thí dụ như bây giờ ở thế gian này đó, quý vị biết đó, là chúng ta chạy theo danh lợi ái tình, thì cái cặp mắt đó là mắt dục nhãn. Mà khi người ta quy y với Phật pháp rồi, nương vào pháp giáo, thì người ta thấy danh lợi ái tình chẳng khác nào là bọt nước, là xương xa, là điện chớp, là tiếng gian, thưa quý đồng đạo. Thì cái đó gọi là pháp nhãn. Rồi từ pháp nhãn đó mới có được thiên nhãn, là cái sự mà thấy rất rộng xa, thấy từ đời quá khứ, thấy ở hiện tại và thấy được vị lai. Rồi mới tiến lên nữa, đó là gì quý vị? Là Phật nhãn, phải không? Huệ nhãn. Huệ nhãn tức là thấy một cái sự sáng suốt vô cùng tận mà không gì nhân ngại. Rồi mới đến Phật nhãn, thưa quý đồng đạo. Thì ở đây quý vị cặp mắt thánh đó là Phật nhãn đó, thưa quý đồng đạo. Ngài thấy rất là rõ ràng, thấy rất là xa, phải không? Thấy những cái sự diễn biến nó sẽ xảy tới mà nhân loại chưa một lần nào để ý rằng càng về sau văn minh vật chất sư hưng thịnh chừng nào thì đó là cái bóng đèn cháy sáng để rồi chờ một cơ hội nào đó nó tắt đi, thưa quý đồng đạo. Cho nên nó văn minh mà thạnh quá thì thưa quý vị, nó sẽ như cái bóng đèn mà cháy sáng để cuối cùng rồi đó nó phải có một cái cơ nó phải bị tắt đi. Mà hãy nó tắt đi thì thưa quý vị, kể như là bỏ luôn rồi đó quý đồng đạo. Chỉ còn mà chúng ta bỏ tiền ra để mua bóng đèn mới nữa là xong. Cho nên do đó quý vị cặp mắt thánh dòm xem tứ hải, thương hồng trần mới mượn xác tái sanh. Thầy dòm xem trong bốn biển rồi đó, thầy thấy được cái điều kiện mà con người ta khổ, dòm cảnh trần biển khổ dơi dơi, lao với khổ, khổ lao chẳng xiết. Ta giải thế là vì tình thiệt. Cho nên đó, quý vị thấy đó, sau này đó, cái cảnh đó, ở thế gian này đó, thì thưa quý đồng đạo, thương hải tan điền ác chẳng yên, thiên địa diệt gian dĩ thiện riêng, cơ thâm quả diệt từ đây có, bộ máy thiên cơ ác đảo quyền. Thương hải tan điền ác chẳng yên, tức là đang sống cái cuộc đời nó bình dị dày tự nhiên quý vị đất bần dậy sống trở thành là cái biển tan thương. Để đến việc phong ba biến chuyển mà cảnh hồng trần tại biển mênh mông ấy là sẽ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Cho nên á, thầy thương, thầy dòm hồng trần đến cái chỗ đó rồi đó thì Phật mà còn không cầm được cái dòng nước mắt, tức là cái sự xúc động của mình nữa, thưa quý đồng đạo,
Cho nên nhìn xa nước mắt rưng rưng, thương đời mê muội trầm luân hoài hoài, mà thầy phải đành mượn xác tái sanh. Cho nên Đức Thầy đã tiên liệu rất là nhiều quý vị. Thầy cho biết là Đức Thầy cho biết là liên qua chính phẩm ở Ngọc Tòa, liên qua chính phẩm ở Ngọc Tòa, được lệnh thiên đình nấy sai ta hiệp sức tới thầy truyền diệu pháp cho đời thấu tỏ đạo ma ha, thưa quý đồng đạo. Cho nên thầy cho biết cái thiên sứ của thầy là phải thương hồng trần, rồi thầy phải mượn xác tái sanh. Chữ mượn xác thì thưa quý đồng đạo chúng ta đã biết rồi phải không? Xác thì của con của đức ông đức bà, một cái xác bằng xương bằng thịt rõ ràng quý đồng đạo à. Nhưng mà trong đó đó, khùng thời ba tớ một thầy giảng dạy dãy đầy rõ việc thiên cơ. Cho nên trong chân linh của thầy đó, thì trong xác của đức thầy có ba, có bốn phần chân linh, đó là tiên phật thánh thần đó thưa quý đồng đạo. Cho nên thầy hạ bút thầy viết tùy theo cái hoàn cảnh. Lúc thì thầy cho biết là Phật, lúc thì thầy cho biết là ông tiên cử đa, lúc thì thầy cho biết là minh mạng tái sanh, hay hoặc là năm quốc công khanh ra đời cứu tế, tức là cựu trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Rồi có lúc cũng nói là cho chúng ta biết là quan thượng đẳng đại thần, phải không thưa quý vị? Thì chúng ta thấy rõ đó quý đồng đạo à, thương hồng trần mới mượn xác tái sanh. Chữ tái là trở lại, mà chữ sanh là sanh ra trong cái kiếp này đó. Nhiều tiền kiếp rồi, đức thầy nói rõ lắm quý đồng đạo. Dầu sống cũng là dân quan đắc diệt, dòng thác cũng quỷ thần đắc diệt chứ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhuần ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm gì nổi cảnh quốc phá gia dông, mái quyền cơ đã định. Lòng thương trăm họ dướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh dạng khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, nào quản sát thân kiếp chót này đây, há lại chiết chi thân phàm tục. Xong vì thành cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho sát phàm bớt nổi cực hình. Thì thưa quý đồng đạo chúng ta mới thấy là thương hồng trần, cho nên thầy phải tái sanh trở lại một lần nữa, chỉ còn một lần thứ chót này thôi. Mà đức thầy nói trong quyển ba rất là nhiều: chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngày muốn xử tiêu cho rồi, minh dương khó đứng khôn ngồi. Quý yêu ba tánh biết chừng nào nguôi, làm sao cho giả được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Thì thưa quý đồng đạo, thầy lại Phật, thầy xin được xuống thế này, thầy cứu trần còn một lần nữa. Cho nên thầy mới nói lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Cho nên mới tái sanh là trở lại cái cõi đời này. Bởi vì đời văn vật cạnh tranh, thì thưa quý đồng đạo, đời văn minh vật chất, thì đời văn minh vật chất thì thưa quý đồng đạo thấy đó, con người ta chạy theo cái hình thước hữu vi ở bên ngoài rất là nhiều. Nào là xe hơi, nhà lầu, tàu bè, nào là cái sắc diện ở bên ngoài, rồi con người đua theo đời vật chất văn minh chiều chuộng vì thời lai vẫn bị trải qua. Hay hoặc là đức thầy còn nói trong cái bài cho ông lời, trao lời cùng ông Táo nói thưa quý đồng đạo, đức thầy cho biết là ở thị thiền đua chen xứng khởi, những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai, nào hút thuốc phiện họ ve chai, nào chùm đĩ ma cô nghệ hút máu, ai để mắt xem đời thâu đáo, chẳng khỏi than dùm dân tộc hư hèn. Diện áo quần son phấn lắng trang, miễn cho được lên ngôi do lên xe xuống ngựa, mãn điểm tô quy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặt đất trời xây, thưa quý đồng đạo. Thì cái đó đó quý vị à, nó bán rẻ để cái luân thường đạo lý an nam phong hóa lễ nghi, mà đời nay dân vật bỏ đi, chẳng nhìn mãi lo chế ngạo chống kình, chẳng toan đạo đức mà nhìn thôn hương. Thân ta dường thể như lương cứu dân, chẳng nể nắng xương lắm đầu, thưa quý đồng đạo. Cho nên thầy thấy được trong cái buổi đời văn minh cạnh tranh như vậy đó, dốc lòng tranh bá đồ dương, đeo câu danh lợi mới lấp đường nghĩa nhân. Hay là đức thầy còn tiên liệu rất nhiều quý vị à. Tiên liệu nhiều lắm, tức là cảnh thế giới này rồi đó, thì con người chỉ lo cho vật chất, rồi nước này kéo đánh nước kia, người này thì tìm mưu mô để có thể là sát hại người kia đó, do tham danh tham lợi tham sắc tham tài tham quyền tham thế. Cho nên những cuộc ấy đó xảy ra biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời, những tấn tù giặc giả cướp của sát nhân, những vụ hối lộ, những vụ tranh thế giành quyền, đã làm cho nhân sanh điêu linh trong dòng tai nạn khốc hại. Thì thưa quý vị, đó chính là sự cạnh tranh, cho nên cấu xé cùng nhau thảm não, mà đức thầy đã viết lên bằng một cái diễn cảnh mà chúng ta nhìn đó, chúng ta còn phải ớn thưa quý đồng đạo, rất là sợ. Viết đến đây động lòng rào rạc, gẫm nhiều người bội bạc thâm ân, nào kể chi là đạo quân thần. Tôi giết chúa con đành sát phụ, lúc mê cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không.
thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, tình huynh đệ cùng nhau sâu xé, cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình huynh đệ phân chia yểm bách. Thưa quý đồng đạo, qua một đoạn văn đó, bây giờ chúng ta nhìn vào trong thực tại thì chúng ta thấy con người ta bây giờ đó, có tiền là có tất cả, còn không tiền thì thưa quý đồng đạo, chúng ta phải vất vả ngược xuôi chứ không phải chuyện đơn giản nha quý vị. Cho nên quý vị thấy đó, người ta chạy theo cái đồng tiền rồi, cái nhân nghĩa người ta xô xẹp. Đa kim ngân thì phá luật lệ, có tiền thì mua tiên cũng được. Dai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói rạ bạ mà chúng nghe rần rần. Hay hoặc là bây giờ đó, bộ nhỏ còn đọc thấy những cái câu thơ mà người ta châm biếm về đồng tiền rất là hay, để người ta phản ánh được một cái xã hội rất là bất công. Là tại sao? Do con người đó thấy đồng tiền là cái mạch máu, thưa quý đồng đạo. Cho nên ta mới nói là tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là sức đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân công lý. Cho nên mới nói câu là đa kim ngân phá lực lệ. Mà con người muốn được như vậy thì phải làm sao? Phải cạnh tranh, phải sâu xé, phải không quý vị? Ai mà nhiều cái quyền lực, ai mà nhiều tiền bạc thì thưa quý đồng đạo, người ta nói bậy nói bạ mà chúng nghe cũng rần rần vậy quý vị. Cho nên nên cấu xé cùng nhau thảm não là như vậy. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu cũng do đó đó quý vị. Đó. Hay hoặc là Đức Thầy còn nói rất nhiều, thưa quý đồng đạo, Thầy tiên liệu. Thầy cho biết là sau này cái cảnh này nó còn hơn thế nữa quý vị. Dốc lòng tranh bá đồ dương mà đeo câu danh lợi, lấp đường nghĩa nhân. Đó, khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Tiếng bi ai thở than déo dắt, khắp đông tây nam bắc chịu u sầu. Kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu, người bạo ngược thờ cơ nguy thủ lợi. Thưa quý vị, cho nên cặp mắt thánh dòm xem tứ hải, mới thương hồng trần mượn xác tái sanh. Bởi lẽ gì? Bởi vì đời văn vật cạnh tranh, đời văn minh vật chất á này, nó đã làm cho con người đó bán rẻ đi cái lương tâm. Văn minh sửa mặt sửa mài, áo quần láng mướt, ngày rày ăn chơi dọn xem hình dốc lả lơi, ra đường ăn nói những lời quyệt qua. Hay là trong quyển tư Đức Thầy còn nói nữa quý vị, Đức Thầy cho biết là trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mạ, bị văn minh cám dỗ loài người, kể từ nay cười một khóc mười. Hay hoặc là đầu với tóc áo quần láng mướt, chữ khôn lanh của quỷ của ma, chứ nó không có giống người ta, ma với quỷ xanh người hung ác. Lo luyện tập những câu đờn hát, chứ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ, để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Thì thưa quý vị, đó chính là những cái sận mà cấu xé thảm não, nồi da sáu thịt tương sát tương tàn, cũng vì cái miếng mồi ngon đó là bả vinh hoa mùi phú quý, thưa quý vị. Cho nên do đó Đức Thầy tiên liệu trước, Thầy thương hồng trần, Thầy tái sanh, là do cái buổi đời này con người ta đi đến cái giai đoạn vì tham lam quá độ mà nhân tham tài thì tắc tử, mà điểu tham thực thì tắc vong. Chỉ vì cái sự tham lam đó thôi mà nó đã xô đẩy người ta vào những cái cuộc thảm họa rất là nghiệt ngã, thưa quý đồng đạo. Thì bộ nhỏ cũng xin chấm dứt qua cái đề tài bộ nhỏ trao đổi cùng với chị Trương Thu và tất cả chư quý đồng đạo qua bốn câu trong bài Diệu Pháp Quang Minh. Thì bộ nhỏ rất là cảm ơn với cái tinh thần hộ pháp của chư quý vị, cũng đã chát lên những bông hoa tươi thắm cùng những tràng pháo tay, những gương mặt đã đầy được vẻ thiện cảm, thì cùng những cái lời khen rất là quý quá của chư quý đồng đạo. Thì bộ nhỏ xin một lần nữa tri ân chư quý đồng đạo rất nhiều, và con xin gửi mic lại để chúng ta có thể tiếp tục trao đổi. Nam mô A Di Đà Phật.